Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển. Đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của phòng giáo dục huyện Đồng Hỷ và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của phòng giáo dục huyện Võ Nhai trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi do ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Ở trận đấu này thì đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của phòng giáo dục Đồng Hỷ trong trang phục áo đỏ phía gần này các bạn, và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của phòng giáo dục Võ Nhai trong trang phục áo tím phía xa màn này các bạn. Trận đấu được diễn ra tại nhà thi đấu thể thao của tỉnh Thái Nguyên. Điểm số bây giờ là 1-1. Tuyển Võ Nhai phát bóng. Đây là một trận đấu của hai đội ngang tài ngang sức. Bóng không có lưới rồi. Thêm một điểm nữa cho các cầu thủ Võ Nhai. 2-1. Tất cả các trận đấu của vòng loại mình đã quay được rất nhiều, khoảng 50-60% trận đấu. Thì mình sẽ đăng lên từ từ nhá, cho các bạn hâm mộ xem. Và tất cả các bạn muốn xem lại trận đấu của mình ở trên YouTube, các bạn hãy tìm kiếm bóng chuyền hơi tên đội mình và tên đội đối phương. Ví dụ ở trận đấu này các bạn ghi là bóng chuyền hơi Đồng Hỷ và Võ Nhai, lên đúng trận đấu này các bạn nhé. Tỷ số bây giờ là 3-1 nghiêng về Võ Nhai. Bởi vì là giải đấu này ban tổ chức không có bình luận, mình về phải xem video và bình luận lại nên cái tiến độ làm video nó cũng không được rồi, cũng rất chậm các bạn nhé, tiến độ làm video nó rất chậm, ngày chỉ được 4-5 cái 5 trận thôi, và còn cái số lượng video rất nhiều, mình sẽ đăng lên dần dần. Các bạn cũng muốn xem lại trận đấu của mình hoặc thì các bạn hãy tìm bóng chuyền hơi tên đội mình và tên đội đối phương là lên đúng trận đấu của mình tìm kiếm. Tỷ số bây giờ là 4-1 nghiêng về Võ Nhai. Một pha không hiểu với nhau của hai cầu thủ Đồng Hỷ. 5-1 cho Đồng Hỷ. Bên Đồng Hỷ xin được hội ý. Xin lỗi, bên Đồng Hỷ có sự thay đổi người, số 5 ra sân và số 2 vào sân. Hiện tại bây giờ là trên sân của Đồng Hỷ. Xin lỗi, số 7 vào sân. Hiện bây giờ bỏ bóng tốt, điểm số đổi điểm cho Đồng Hỷ 2-5. Thả phạt bóng rất khó chịu ở số 3 bên Đồng Hỷ. Phần đập bóng tốt, đúng người của các cầu thủ Võ Nhai. 3-5 cho Đồng Hỷ. Còn không, không được rồi. Ở ngoài sân. 6-3 cho Võ Nhai. Về cơ bản thì mình chỉ đọc tỷ số thôi, mình xem bóng chuyền hơi mà không có người đọc tỷ số rất khó chịu. Mình cũng không có kinh nghiệm bình luận lắm đâu, vì thông tin về hai đội thì cũng không nắm bắt được, nên trong quá trình mà bình luận thì có nhiều khi nó bị lỗi một chút thì các bạn thông cảm nhé. Thêm một điểm nữa cho Võ Nhai, 7-3. Rất tuyệt vời. Ở bên tuyển Võ Nhai có một thủ công số 25 đánh rất hay.
lại tiếp tục có sự thay đổi người nữa của bên tuyển đồng hỷ, số 6 vào sân và số 3 ra sân. Ban tổ chức xin mời đơn vị học giáo dục phụ huynh về bàn đăng ký thi đấu. Được rồi, hết kịp rồi. 3-8 cho đồng hỷ. Mở bóng tốt của áo số 25 liên tuyển Võ Nhai. 9-4. Điểm số bây giờ là 9-4 cho Võ Nhai. Hai nhận được rất tuyệt vời của các cầu thủ đồng hỷ. 5-9 cho đồng hỷ. Bóng không qua lưới rồi. 6-9 cho đồng hỷ. Cho đồng hỷ. Tôi xin báo cáo với các bạn là tất cả các trận đấu của vòng loại mình cũng quay rất nhiều, thì mình sẽ úp lên dần dần nhé. Trận hay hay không hay mình cũng úp lên cho các bạn xem lại mình đánh như thế nào nhé. Các bạn ạ, mình sẽ úp lên kênh Trường Xuân và kênh Trường Xuân Vlog. Rất năng động cầu thủ số 2 của đồng hỷ. Bỏ bóng tốt của các cầu thủ Võ Nhai. Pha bỏ góc rất tốt của các cầu thủ Võ Nhai vừa rồi. Điểm số được lên cho Võ Nhai 17. Bóng không qua lưới. 8-10 cho đồng hỷ. Trọng tài xác định bóng ngoài sân, điểm cho Võ Nhai 11-8. Rất hay, phải nói là một cụ thể hình rất to, cả to gây nhưng mà chịu sức bật rất tốt. Không được rồi, không được rồi, không được rồi. Bóng không có lưới, bây giờ pha bóng không có lưới của các cầu thủ đồng hỷ. Điểm cho Võ Nhai 12-8. Lại là một pha bỏ góc. Hai pha điểm vừa rồi của Võ Nhai, bỏ góc xa của đồng hỷ. 13-8 cho Võ Nhai. Bên Võ Nhai có sự hữu ý. Đã hết thời gian nội ý. Trận đấu tiếp tục. Tuyển Võ Nhai phát bóng.
rất tuyệt vời, rất đen cho nghỉ rồi bóng đã dựng lưới sang rồi lại lần lại điểm cho Võ Nhai 14-8. Ba lần ghi điểm, ba pha ghi điểm ở góc trái màn hình của các cầu thủ Võ Nhai đều thành công. 15-8 cho Võ Nhai. Không được rồi, bóng ngoài sân. Đây là pha bắt bóng của thủ số 9 bên đồng hình bóng ngoài sân. 16-8, khoảng cách nhân đôi cho các cầu thủ Võ Nhai. Bóng không qua lưới rồi. Điểm cho đồng nghỉ 9-16. Bóng ngoài sân rồi, pha bỏ bóng không thành công của số 6 bên tuyển đồng ý. Điểm cho Võ Nhai 17-9. Pha bóng rất hấp dẫn các bạn ạ. Cầu thủ số 2 Hồng Tuyến của bên tuyển đồng ý di chuyển rất hợp lý. Trọng tài xác định bóng trong sân, điểm cho Võ Nhai 18-9. Phải nói là đến phút này là 4 bàn thắng của Võ Nhai ở góc này. Bóng trong sân, điểm cho Võ Nhai 19-9. Bóng ngoài sân rồi. Điểm cho đồng ý 10-19. Bòi nhỏ rất thành công. Bây giờ là pha bòi nhỏ rất thành công của các cầu thủ Võ Nhai. Điểm 20-10 cho Võ Nhai. Báo cáo các bạn là ở cái set đấu này mình chỉ quay được một set thôi, bởi vì hôm đó máy nó trục trặc nên pin nên là chỉ quay được một set thôi. Nên mình chỉ đọc một set thôi nhé. Ở ngoài sân rồi, như vậy kết thúc set đấu thì đội tuyển Võ Nhai thắng phòng giáo dục đồng hỷ với tỷ số là 21-10. Mình xin chào các bạn, xin chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật nhiều video mới.